Sư phụ, cứu con, quái, sư phụ, cứu con, cứu con, cứu con, quái, mặt giấy, quái, quái, mặt giấy, người la hét gì vậy? Vậy sư huynh có phải nằm mơ không? Bạc dưới, bạc dưới, bạc dưới, bạc dưới, con làm sao vậy? Sư huynh, huynh không bị con xà tinh ăn thịt rồi hả? Đừng nói bậy, ai bị xà tinh ăn thịt đâu? Tôi tưởng huynh bị xà tinh ăn thịt rồi chứ. Thiếu chút nữa tôi cũng bị xà tinh ăn thịt rồi đó. Bác giới, tại vì con cực nhọc quá, cả chim bao con cũng thấy yêu quái. Sư phụ thiên vị nha, tụi con cũng cực khổ vậy, đâu phải chỉ có một mình nó. Theo con, tại nó nhát gan quá cho nên mới chim bao thấy bọn yêu quái mà thôi. Ai nhát gan cơ, ai sợ yêu quái cơ? Con xà tinh đó chẳng phải tôi lôi về hay sao? Thầy hiểu cả rồi. Các con vì đại nghiệp thỉnh kinh, trên đường gian lao rất nhiều. Trời vẫn còn chưa sáng, các con trở lại ngủ một lát nữa đi. Sáng sớm ngày mai, chúng ta còn phải ý kiến bệ hạ nữa. Bần tăng bái kiến bệ hạ. Bình thân, nữ đệ xa nhau 14 năm, quả nhân rất là nhớ đệ. Bệ hạ, bần tăng cũng nóng lòng trở về thiên triều, không ngờ lại mất quá nhiều thời gian như vậy, mong bệ hạ thứ tội cho. Này, sao nữ đệ lại nói như vậy chứ? Bệ hạ, đây là văn điệp thông quan, này xin trình bệ hạ, các nước bần tăng đi qua đều có đóng ứng tính rồi. Sa Kỳ quốc, Tây Khu quốc, Nữ Nhi quốc. Ủa, ngự đệ chuyến đi này trải nhiều sóng gió, sao không thấy đệ già đi, trái lại còn rạng rỡ hơn nữa? Bệ hạ quá khen. Đi, đi với trẫm. Xin bệ hạ đừng sợ, đó chính là ba đồ đệ bần tăng nhận trên đường đi thỉnh kinh đó. Các con à, mau tham kiến bệ hạ đi. Tham kiến bệ hạ. Đây là đồ đệ lớn của bần tăng Tôn Ngộ Không. Lão Tôn đây. Đó là nhị đồ đệ Trư Ngộ Năng. Dạ. Còn đó là tam đồ đệ Sa Ngộ Tịnh. A Di Đà Phật. Mấy vị cao đồ của đệ, quả nhiên tướng mạo của họ có khác thường. Bệ hạ, cả ba đều bản lãnh cao cường, bần tăng chuyến này dọc đường mai nhờ có chúng giúp đỡ mới lấy được chân kinh phản hồi đại đường. Quả nhiên là phi thường. Đây chính là chân kinh mà Quán Âm Bồ Tát đã nói à? Dạ phải. Đây chính là 35 bộ chân kinh đại thừa mà Phật Tổ Như Lai đã ban thưởng cho. Sao kinh sách bị rách như vậy chứ? Lại còn bị ố nữa. Bệ hạ, đó là vì lúc chúng tôi trở về vượt qua Thống Thiên Hà, bị lão rùi già đó dìm chúng tôi xuống sông, cho nên chúng tôi mới ướt như chuột lột vậy. Tại sao bỗng nhiên rùi già lại dìm các người xuống nước?
Chuyện này cũng tại sư phụ tôi không giữ lời hứa. Tới Tây Thiên rồi á, khi gặp Phật tổ lại quên mất chuyện mà người ta nhờ giả đó. Nhị sư ca, cũng không thể hoàn toàn trách sư phụ được. Chúng ta cũng quên mà. Đúng là thầy đã quên mất rồi. Đây cũng là do Như Lai sắp đặt mà thôi. Thế nếu không chúng ta đâu có đuổi 9981 nạn chứ. Ngộ Không, sao con lại trách Phật tổ được? Chư vị thánh tăng, chư vị vừa nói quả nhân không thể hiểu được. Có thể nào kể rõ cho quả nhân nghe hay không? Nếu như bệ hạ muốn biết sự tình, để bần tăng kể nghe vậy. Được, được. Vậy ngư đệ hãy kể cho trẫm nghe đi. Chương này phải bắt đầu từ Thông Thiên Hà. Sông này rộng quá. Không biết con sông này có sâu không? Liền thử cục đá, biết liền chứ gì. Các con, tại sao bỗng dưng lại có sóng gió lớn như vậy? Người ta nói có gió mới có sóng. Ở đây đâu có gió gì đâu. Ngộ Không, đây là sông gì vậy? Hay là chúng ta đã làm kinh động thủy thần của con sông này rồi? Thủy thần nào dám giỡn mặt với lão tôn này? Sư phụ, đằng kia hình như có gì kìa. Để con xem. Sư phụ, có tấm bia. Tới coi đi. Tới đây. Từ từ. Thông Thiên Hà. Kinh qua 800 dặm, xưa nay ít người đi. Ngộ Không, sông này rộng đến 800 dặm mà. Thôi rồi, lần này rắc rối rồi đó. Phải làm sao đi? Sư phụ, nghe kìa. Ủa, tiếng gì vậy kìa? Bảo Bảo, lại đây, Bảo Bảo, lại đây, lại đây. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Sư phụ, tới rồi. Thích thí chủ, bần tăng xin chào. Các người là... Bần tăng là hòa thượng từ Đại Đường muốn vượt qua Thông Thiên Hà đến Tây Thiên bái Phật thỉnh kinh. Lỡ đường xin ở tạm một đêm, mong thí chủ thuận tình cho ở tạm một đêm. Vậy xin mời vào tế xá nghỉ ngơi. Trời ơi, thiếu gia, trời ơi, qua đây. Xin hỏi thí chủ cao danh. Tại hạ họ Trần tên Thành. Vậy thí chủ cùng tổ tông với bần tăng rồi. Trưởng lão cũng họ Trần à? Tục gia bần tăng họ Trần. Xin mời đây. Sư phụ lên nhận bà con rồi. Để lão trưởng này bụng đói còn cao à. Mời. Xin hỏi thí chủ, vừa rồi thí chủ làm đạo tràng gì vậy? Trời ơi, sư phụ ơi, cần gì hỏi chứ.
không phải đạo tràng cậu Bình An á, thì còn là cái gì nữa? Không phải đâu. Vậy là cái gì? Đó không phải là cầu An, mà là cầu Siêu. Hả? Nhà ông đâu có ai chết, sao lại cầu Siêu? Như vậy, xin hỏi thí chủ, cầu Siêu cho ai vậy? Chắc là các vị trưởng lão chưa dùng chai chứ gì. Hay là dùng bữa cơm chay trước đi nha. Được á, bụng tôi đói cồn cào nãy giờ rồi nè. Quản gia. Dạ. Mau chuẩn bị cơm chay dạ. đi. Nè, là thí chủ à, đôi trai gái này chết hết rồi hay sao vậy? Chúng nó chưa có chết. Vậy sao ông lại lập bài vậy cho chúng chứ? Người còn chưa chết mà ông lập bài vậy á, chẳng khác nào là ông tù người ta chết sớm á, sao kỳ vậy? Vậy sư huynh. Sư phụ, bọn chúng vẫn chưa chết, nhưng cũng không sống qua được ngày mai đâu. Hả? Nè, lão thí chủ. Bọn chúng mắc phải bệnh gì? Hả? Không có. Không có. Hoàng Bảo. Hoàng Bảo con. Hoàng Bảo, chẳng phải là tên trên bài vị đó sao? Đúng là tên con thôi. Nhưng mà ngày mai, vừa rồi tôi làm cầu siêu cho nó đó. A Di Đà Phật. Thí chủ, vậy chuyện này là như thế nào? Nín đi con. Thôi đừng có khóc nữa. Đi ra ngoài chơi. Này là thí chủ à, có điều gì ông cứ việc nói ra đi, ông đừng có khóc lóc gì vậy hoài có được hay không hả? Ngồi không. Sư phụ của bà, lão tôn đây thấy khóc chịu không có nổi. Nếu như ông ấy có chuyện gì cứ việc nói ra, nếu có chuyện gì bất bình thì lão tôn đây sẽ đứng ra lo cho ông ấy. Ngộ không, sư phụ à, chỉ e rằng khó khăn của chúng tôi sư phụ cũng không thể nào giúp được đâu. Hả? Ông cứ việc nói ra đi, lão tôn này chưa có bao giờ chịu bó tay chuyện gì hết. Nói ra đi, nói. Phải đó, nói đi. Thí chủ à, cứ nói đi. Kìa, thí chủ. Thí chủ đừng làm vậy. Được rồi, ngồi xuống, cứ từ từ nói đi. Sư phụ, qua đây. Sư phụ, các vị không hiểu nỗi khổ của bá tánh ở đây đâu. Chúng tôi ở đây gọi là Trần Gia Trang, có 100+ hộ dân cư trú. Con sông ngoài kia chính là Thông Thiên Hạ. Dưới Thông Thiên Hạ có một vị linh cảm đại dương, ông ấy quy lực vô song. Năm nào ông ấy cũng mang đến mưa thuận gió hòa, phù hộ cho Lê Dân Trần Gia Trang chúng tôi. Phù hộ cho Lê Dân, đó là điều tốt chứ. Đúng rồi, là điều tốt mà. Vậy thì ông buồn rầu cái gì? Nếu như ông ta chỉ làm điều tốt thì bá tánh ở đây đã cảm kích lắm rồi. Đằng này, năm nào ông ấy cũng đòi ăn đồng nam đồng nữ. Ăn đồng nam đồng nữ. Như vậy, như vậy là yêu quái rồi. Đúng là như vậy. Đại dương này mỗi năm đòi tế một lần, Trần Gia Trang phải dâng lên một đồng nam một đồng nữ. Ông ấy ăn no rồi sẽ phù hộ chúng tôi một năm mưa thuận gió hòa, bằng như không tai họa sẽ giáng xuống. Chắc là năm nay đến lượt nhà của ông. Đúng là vậy. Đây đúng là lá vàng không rụng, rụng lá xanh. Kẻ bạc đầu phải đưa tiễn kẻ đầu xanh. Thí chủ này, Trần Quang Bảo và Nhất Xứng Kim đều là con của ông hay sao? Nhất Xứng Kim là con gái của anh tôi, năm nay vừa 6 tuổi, cũng phải dâng cho ông ta. Thí chủ à, tôi nghĩ nhà của ông giàu có, tại sao không bỏ ra một ít bạc vàng mua hai đứa trẻ thay thế cho con của ông đi? Ngộ không. Con nhà ai mà không xúc ruột được chứ? Trưởng lão à,
Đừng nói là người ta không chịu bán. Cho dù có mua được, đại dương đó cũng biết không phải là con ruột của tôi, ông ấy không chịu ăn đâu. Ủa? Ông ta linh như vậy hay sao? Có thể biết được là con của ông hay không à? Biết chưa. Từ ngày sanh tháng đẻ cho tới chuyện lớn chuyện nhỏ của bất cứ nhà nào trong Trần Gia Trang chúng tôi, ông ta đều biết tất cả. Một khi ông ấy biết chúng tôi lừa dối thì Trần Gia Trang chúng tôi sẽ chết hết đó. Linh cảm đại dương này sao mà ác vậy, đến nỗi phải ăn thịt trẻ con. E rằng không phải là thần linh gì đâu, thì nhất định là yêu quái rồi. Biết ông ta là yêu quái rồi, nhưng đâu có ai dám nói ra chứ. Sao vậy? Tìm con bằng sắt đá sao? Vậy mà con còn cười được. Sư phụ, lão tôn cười thí chủ đây coi yêu quái như là thần linh của mình, nói rằng yêu quái đó thần thông quảng đại, lão tôn muốn thử xem sao, để xem hắn có nhận ra thật hay là giả không vậy mà. Ngộ không, ý con muốn nói là... Sư phụ, xem đây. Sư phụ, xem đây. Là đại sư huynh tôi biến ra đó. Ông thấy có giống không? Ê, thí chủ, ông mau đưa tiểu quan bảo nhà ông ra đây thử xem coi hai người có giống nhau hay không. Ông thấy thế nào? Gương lão biến ra đó. Ông thấy thế nào? Ông thấy thế nào? Nói đi. Trưởng lão, ông xem đi. Trưởng lão à, tôn trưởng lão biết sao mà giống con trai tôi quá đi. Ông xem, tôi có giống con trai của ông hay không? Giống lắm, y như đúc vậy. Có thể thay thế con trai của ông được. Được chứ. Trời, làm vậy tổn thọ tôi lắm. Tôn trưởng lão à, tôi xin ngài mau hiện hình trở lại đi. Ngộ không. Được rồi. Thí chủ, tôi có thể thay thế con của ông được không? Thay thế con tôi à? Phải, thí chủ, tôi thay con ông đi tế giữ lại hương khói đời sau cho gia đình của ông. Ông có chịu hay không? Thí chủ à, đứng dậy đi. Trưởng lão đại phát từ bi, tôi nguyện tặng bạc né ngàn cân làm lộ phí để trưởng lão đi Tây Thiên. Thí chủ à, mau đứng dậy. Sao ông không tạ ơn Ngộ Không này chứ? Người còn đâu nữa để tạ ơn? Sao lại không còn? Chẳng phải người bị đại dương ăn mất rồi sao? Hắn dám ăn ta hay sao? Đâu có dễ như vậy được. Là thí chủ à, ta thay con đi tế, khi nào ta trở về đây, ông phải tạ ơn lão tôn này đó. Vậy xin tạ ơn trưởng lão. Thôi được rồi, có người chết thai rồi, vậy ông có cho chúng tôi ăn cơm không? Con chết nó cũng phải làm con ma no chứ. Phải rồi, xin mời các vị trưởng lão sang trai đàn để dùng cơm chay. Xin mời. Đi. Xin mời. Trưởng lão, xin đi mở lòng từ bi, xin đi cứu giúp con gái tôi. Nữ thí chủ đứng dậy đi. Đây là chị dâu tôi, anh tôi đã mất từ lâu rồi, đưa con gái này. Có phải là Nhất Sinh Kim không? Xin trưởng lão hãy cứu giúp con gái tôi, cứu giúp con gái tôi, mẹ quá cô côi, chỉ có đứa con này để nương tựa thôi, trưởng lão. Ngộ không. Con có cách nào vẹn toàn không? Sư phụ, không có gì đâu. Sư huynh cứu được một đứa thì sẽ cứu được hai đứa mà. Sư phụ cứu được tiểu nữ, tiểu nhân tình nguyện bán hết gia sản để báo đáp đại ơn đại đức của sư phụ. Mau đi con, hãy lấy ta trứng lão đi. Dạ, trứng lão. Vậy đi. Đừng có khóc nữa nha. Để chúng tôi ăn cơm rồi á, hãy tính sao. Các vị trưởng lão mời dùng. Ngon quá. Ngon quá.
Sư phụ, sư phụ ăn không hết đâu, để con ăn giùm cho. Bạch Giới, người ta nói ăn chay mà ăn không no sống còn hơn chết, không muốn no sống. Bạch Giới, ngươi phải theo lão trồn tà mà làm việc. Điều gì hả? Đi theo ta. Bác Giới, nè. Ủa gì vậy? Bác Giới à, bữa cơm này không phải là ăn không đâu đó nha. Ngươi phải cùng với lão tôn ta đi tới linh cảm đại dương đó. Ừ, tôi mới làm cái gì? Ngươi sẽ biến thành đứa bé gái kia. Tôi biến sao được mà biến? Quên nghĩ gì đâu không mà, làm sao biến được? Thiệt tôi tình là tôi đâu có biết biến đâu. Bác Giới à, ngươi biết 36 biến quá, sao lại nói là không biết được? Quên ngừng. Bác Giới, sư huynh của con nói đúng đó. Cứu một mạng người hơn tạo bảy kiếp phù đồ. Vậy sao con lại không chịu cứu người lúc hoạn nạn? Ôi trời ơi, sư phụ à, không phải là con không chịu biến, nhưng mà con chỉ có thể biến thành cây cối núi non hòn đá gì gì chứ đứa bé gái xinh đẹp như vậy con làm sao mà biến ra được. Sư phụ coi nè. Vậy là người thiếu đoàn có biến không? Tôi biến mà. Thằng gốc, ai kêu người biến thành gốc cây chứ? Hả? Kêu người biến thành đứa bé gái kia kìa. Biến mau đi. Thì tôi đang biến nè. Cái bụng lớn quá. Sư huynh, làm sao bây giờ hả? Được rồi, để tao giúp cho. Giống con quá. Sư phụ, xem con này sư phụ. Thí chủ à, hãy mau đưa bọn trẻ vào trong đi. Nhớ đừng để cho bọn chúng khóc. Kẻo có tên yêu quái đó biết được thì sẽ hỏng hết mọi chuyện đó. Hả? Ngày mai chúng tôi sẽ thay bọn chúng đi bắt yêu quái. Dạ, trưởng lão. Đứng dậy đi. Sư huynh nói coi á, ngày mai họ sẽ tới mình như thế nào? Họ cột mình lại hay là đóng căn mình, hay là nấu chín đem đi, hay là cắt khúc ra hả? Ngươi lo cái gì chứ? Yêu quái ăn thịt người cần phải nấu chín hay sao vậy? Chẳng lẽ huynh không biết có một số yêu quái không thích ăn thịt sống sao? Sư huynh à, biến thành đứa bé để cho yêu quái ăn thịt chẳng có sung sướng gì đâu. Ngươi sợ gì chứ? Đã khi nào yêu quái đó ăn thịt ta, ngươi chuồn đi là được rồi. Nhưng mà mình không biết thói quen của con yêu quái này như thế nào. Nếu như hắn ăn thịt đồng nam trước, tôi còn có thể bỏ trốn. Lỡ mà hắn ăn thịt đồng nữ trước, tôi biết chạy đi đâu. Cái thằng nhóc này, ngươi thật là quá vô dụng. Vậy mà cũng nói là thiên bồng nguyên soái xuống trần nữa chứ. Một chuyện nhỏ nhoi như vậy cũng sợ. Ngươi còn lãi nhãi nữa, ta sẽ đánh cho ngươi tuột móng heo của ngươi ra, để cho ngươi chừa cái thói của ngươi luôn.
lại ngủ đi, ngủ đi. Đứng lên. Người ta tâm sự với huynh một chút cũng không được sao? Thiệt là. Ngủ đi. Về đi. Đã báo ngươi về, tại sao ngươi không chịu về? Em đang đi sao quên? Sư huynh, người ta đi hết rồi, ở mình cũng về đi. Cái gì, yêu quái còn chưa tới, ngươi còn muốn dùng hay sao vậy? Cái đồ ngu. Ai ngu chứ? Dỗ yên họ là được rồi. Không lẽ huynh muốn để yêu quái ăn thịt hả? Ngươi không giữ lại như vậy thật sao? Nè, huynh nhớ lại đi. Tại sư huynh đề nghị mà vậy phải để yêu quái ăn thịt huynh trước á. Quái tới rồi kìa. Mau lên. Mau lên. Mau lên. Sư huynh, coi cái bụng tôi nè, sư huynh. Các ngươi có phải là con cái nhà Trần Thanh không? Dạ phải, đại nhân. Thằng bé này to gan thật, ngươi dám trả lời ta? Ngươi không sợ ta ăn thịt ngươi sao? Thì đại dương cứ ăn thịt đi. Ngươi tên là gì? Nó tên Nhất Sinh Kiên, tôi tên Trần Quang Bảo. Ngươi có sợ ta ăn thịt ngươi không? Hả? Đại dương này, thịt của tôi không có ngon đâu. Ăn thịt con khỉ tới trước đi. Con khỉ? Yêu quái chạy đâu cho thoát? Yêu quái chạy đâu? Chạy hả? Vậy cá là tôi đánh nó đó. Đại dương, đại dương. Đại dương, lần nào tế tự về đây, đại dương cũng đều hớn hở. Bữa nay sao lại như vậy? Đừng nhắc nữa, bữa nay ta gặp phải đối thủ, thiếu chút là mất mạng rồi đó.
kiếp không tin đâu. Còn có ai có thể so sánh với bản lãnh của đại dương? Ta cũng nhìn không rõ. Rõ ràng là hai đứa bé, sao bỗng dưng biến thành một con khỉ mặt đầy lông lá? Mặt khỉ đầy lông lá? Ừ. Còn đứa kia thì tai dài mỏ nhọn, ta lại không mang theo binh khí nên thua bỏ chạy. Đây là đĩa cá bị đánh rơi nè, mau kêu nó ra đây đi. Yêu quái ra đây! Yêu quái! Mau ra yêu đây! Yêu quái! Mau ra gặp ông nội tôi! Yêu quái! À. Ra đây! Mau ra đây gặp ông nội tôn của ngươi nè! Đại dương! Đại dương tao chuyện rồi! Ngoài kia có hai con yêu tinh luôn miệng la mắng, rồi gặp đại dương, họ chửi dữ lắm á! Nó còn nói là ông nội của đại dương nữa! Đúng là bọn này khiên người quá lắm! Đưa đây! Đưa binh khí cho ta! Đại dương! Đại dương đừng nóng giận mà! Mặc kệ bọn họ, cứ để bọn họ chửi đi! Không được! Ta không thể tha cho bọn chúng được! Đại dương! Ngày chớ nên hấp tấp như vậy chứ! Đại dương! Nè, ngồi xuống nghỉ ngơi đi! Đại dương, bớt giận cái đã, để thiếp ra ngoài xem sao. Ừ, vậy cũng được. Yêu quái, ngươi ra đây đi. Ra đây đi. Yêu quái, ra đây đi. Ngươi có dám ra đây không? Ê, sư huynh à, cái gã này đúng là thổ đế mà, chửi như vậy mà cũng không chịu ra nữa. Ê, yêu quái người giỏi lắm. Đại dương, đại dương đừng nóng giận mà, đây chính là vận mai của đại dương. Vận mai cái gì? Các người đi đó, rồi luôn ra. Nè, vận mai gì vậy? Đại dương, cái gã mặt mày lông lá đó không phải là người phàm. Chẳng trách đại dương đánh không lại hắn. Hắn là Tôn Ngộ Không năm xưa đại náo thiên cung. Vậy mà giận mai cái gì? Giận xui thì có. Từ khi ta đánh bại lão rùa già chiếm lấy thủy phủ này, có bao giờ chịu nhục như vậy? Hắn đi phá hoại hương quả của ta, quấy thủy phủ của ta, làm hỏng danh tiếng của ta. Cái nhục này ta nhất định phải trả. Đại dương, hắn phù trợ Đường Tăng nứt đại đường Đông Thổ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Có mặt hắn tức là có mặt Đường Tăng. Đường Tăng? Đường Tăng là một người tu hành 10 kiếp. Nếu như ăn được một miếng thịt của ông ta thì có thể trường sanh bất lão. Thật vậy sao? Nàng nào biết à? Chuyện này ai mà chẳng biết chứ. Đại dương, sao người lại không biết điều này? Nếu như trường sanh bất lão thật thì ta đây đâu cần phải đội trần gia trang cúng tế hàng năm. Nhưng mà ông ta có đồ đệ là Tôn Ngộ Không. Nếu vậy thì chúng ta làm sao bắt được Đường Tăng đây hả? Muốn bắt được Đường Tăng đâu có khó. Hả? Nàng có cách à? Đại dương, nếu như thiếp giúp chàng bắt được Đường Tăng, không biết đại dương thưởng cho thiếp cái gì? Thật thưởng à? Thưởng? Nếu như nàng giúp ta bắt được Đường Tăng thì cả hai chúng ta sẽ cùng trường sanh bất lão, mình mãi mãi sẽ là một đôi vợ chồng. Cũng tại ngươi đó làm cho tên yêu quái nó chạy mất rồi. Sao lại tại tôi được? Tại sư huynh hiện nguyên hình trước thì có đồ nhát gà còn cãi nữa. Tôi nhát ăn cái gì chứ? Kêu tôi biến thì tôi biến, kêu tôi cho yêu quái ăn thịt thì tôi cũng cho yêu quái ăn thịt. Vậy làm sao nhắc ăn được? Ôi sư phụ vậy rồi à? Hai vị sư phụ không bị đại dương đó ăn thịt hay sao? Yêu quái muốn ăn thịt hả? Đâu dễ vậy. Sư phụ, không thích con yêu quái đó, lão tôn này đã biết rồi.
là một con vật sống dưới đáy sông bị lão Tôn đã đánh cho một ngày chảy mất rồi. Ồ, vậy thì hay quá. Như vậy nếu như hắn trở lại thì sao? Sư phụ yên tâm đi, tên yêu quái đó đã sợ mất hồn rồi. Vừa rồi lão Tôn đây quay cho thống thiên hà một phen trời long đất lở, hắn ta đã chạy trốn mất tâm rồi. Sư phụ, sư phụ coi nè, đây là dãy của con yêu quái đó, là do lão Trư này đánh rồi. Vậy sư huynh giỏi thiệt ha. Sư phụ quả là cao nhân. Như vậy ngày mai chúng ta có thể lên đường được rồi. Không, xin thánh tăng nán lại thêm một ngày. Ngày mai tôi chuẩn bị thuyền bè, sáng ngày mốt tiễn sư phụ lên đường. Mời sư phụ vào nội đường nghỉ ngơi. Mời. Xin mời. Đi. Xin mời. Sư huynh đi. Sư huynh à, sao trời bữa nay lạnh quá vậy? Người xuất gia mà còn sợ lạnh hay sao? Mấy người ồn quá, người ta đang ngủ ngon, ồn quá đi à. Ngộ Không, sư phụ, sao tháng 7, tháng 8 mà thời tiết lại lạnh như vậy? Để con xem sao. Sư phụ à, bên ngoài đang có tuyết, hèn chi lạnh như vậy. Mà kẻ ghét người á, ngủ trước à. A Di Đà Phật, đúng là thời tiết thăng quốc, đông hạ khó phân biệt. Trưởng lão, tuyết dày như vậy ngày mai khó mà tạnh lắm. Thời tiết ở đây không phân xuân hạ thu đông mà. Tuy ở đây phong tục chúng tôi có khác với Trung Nguyên, nhưng mà thời tiết thì vẫn có đầy đủ xuân hạ thu đông. Vậy tại sao tháng 8 là mùa hè, sao lại có tuyết rơi dày như vậy? Tháng 8 tuyết rơi có gì là lạ đâu chứ, sau đó thì trời sẽ nắng gắt mà thôi. Phải đó. Sư phụ đừng có nôn nóng, yên tâm đợi thêm vài hôm nữa hãy đi. Được. Thí chủ, Bần Tăng năm xưa lãnh thánh lệnh đi Tây Thiên thỉnh kinh, nghĩ rằng năm ba năm thì có thể trở về đây rồi. Bây giờ cũng đã hơn 7-8 năm rồi, vẫn chưa gặp được Phật Tổ. Trong lòng làm sao mà không nôn nóng được. Trưởng lão, bao nhiêu ngày tháng đã trải qua, hơn kém gì chỉ vài hôm. Đợi khi trời ấm tuyết tan, tôi lập tức lo thuyền bè đưa các vị sư phụ qua thông thiên hà. Thúc à, trời lạnh quá, thông thiên hà đóng băng hết rồi. Hả? Đóng băng rồi à? Như vậy, vậy thì làm sao mà qua sông được? Làm sao qua được đây? Băng đóng cứng lắm, trên mặt sông còn có người qua lại nữa. Đi trên đó à? A Di Đà Phật, không lẽ trời cao có ý giúp ta qua sông, cho nên mới cho tuyết rơi đầy như vậy, khiến thông thiên hà đóng băng. A Di Đà Phật. Đại sư huynh, đi thêm băng qua sông như vậy cũng hay lắm chứ hả? Trận tuyết đêm hôm qua không biết đóng băng có cứng hay không nữa, mấy người đông đi làm gì. Đừng đi. Sư phụ à, yên tâm đi, đợi ngày mai xem sao hả? Sư phụ nhìn kìa, thông thiên hà trở thành đại lộ. Ồ, những người dưới kia bận rộn như vậy để làm gì vậy kìa? Chắc chắn là người ta đi buôn bán đó. Mấy người nhìn kìa, đó. Tạ ơn
Hoàng Thiên phù hộ cho đóng băng nước sông, giúp đệ tử qua sông. Đệ tử xin bái biệt tại đây. Sư phụ à, khoảng nãy dội mừng theo con đường này có chút khúc mắc gì đó. Có gì? Sư phụ à, sư phụ xem kìa, thời tiết tháng 7 tháng 8 hai bên bờ lá xanh hoa nở, tại sao chỉ có Thông Thiên Hà này đóng băng mà thôi? Không phải con đã nói là tháng 6 vẫn còn tuyết rơi sao? Đây là trời cao giúp ta qua sông, vậy thì đâu có gì lạ đâu. Sư phụ à, đại sư huynh nói có lý đó. Hay là đợi vài hôm nữa, khi nào băng tan rồi mình hãy đi cũng được, chỉ kém nhau vài hôm thôi mà. Nè, các con hãy coi người ta vẫn đi kìa, ai lại không phải cha mẹ sinh ra? Họ đi được, vậy thì tại sao chúng ta lại không đi được? Khoan đã sư phụ, để con thử xem băng có đủ vậy hay không nha. Sư phụ đợi chút nha. Sư phụ à, qua sông được rồi, băng dày lắm, làm tay con đau luôn nè. Băng dày lắm sư phụ. A Di Đà Phật. Tới rồi kìa. Sư phụ à, không có ngựa qua sông được đâu. Tại sao vậy? Trơn lắm. Tôi có cách nè. Xe sư đệ à, lấy cái này á bao đế ngựa lại, vậy sẽ không trơn trượt nữa. Cái này cũng hay lắm. Cái thằng cóc này có khi cũng khôn quá đó chứ. Còn gì nữa. Sư phụ à, thiền trưởng á, thầy cầm ngang gì nè. Đó, cầm ngang gì đó. Để làm gì? Sư phụ à, chắc thầy chưa từng qua băng hà. Qua băng hà, lỡ như mà sư phụ có rớt xuống lỗ băng á, có cái cây chặn ngang á, thì không bị rớt xuống luôn đó. Xem ra cái tên nóc người cũng có kinh nghiệm đi trên băng quá. Tự nhiên tôi biết thôi. Đi. Sư phụ cẩn thận đó. Phía trước đường rộng thênh thang, tại sao không đi nhanh lên?